Hello, xin chào các bạn. Mình là Rowana71, chuyên giao lưu trao đổi nâng cấp cá rồng các loại. Thì hôm nay mình có một cái kèo giao lưu với một anh trai thành phố Hồ Chí Minh. Như các bạn cũng đã thấy trong clip rồi, thì cái kèo giao lưu này là giao lưu với một con chó Alaska nha các bạn. Nói thật với các bạn thì kèo này mình rất là đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều các bạn. Tại sao? Tại vì ở chỗ mình đã có 3-4 con chó rồi, và bây giờ chó nó đẻ thêm 4 con nữa, là 7-8 con rồi. Nên thành ra là nhận một cái kèo giao lưu mà một con chó rất là lớn các bạn, mới 9 tháng tuổi thôi, nặng 32-35 kg. Mình nghe là mình hết hồn rồi các bạn. Thì thật sự là mình cũng không có nhận kèo giao lưu chó nữa các bạn, tại vì nuôi đâu có nổi nữa đâu. Nhưng mà ảnh cũng nói với mình á, tâm sự với mình là chỗ ảnh bây giờ rất là chật. Giờ thôi em cố gắng em giao lưu cho anh đi, rồi em tìm cho nó một người chủ mới hen, em giúp giùm anh đi. Đó, anh nói gì với mình á. Như các bạn thấy, em nó tới nhà mình rồi nhưng mà không dám xuống mà sợ mấy con chó trong nhà mình sủa, mấy chó nhỏ thôi. Thì ảnh nhờ mình giao lưu như vậy và sẵn mình quay clip đưa lên đây, thì mong các bạn nào có yêu thương chó thì hãy giúp mình liên hệ mình để nhận bé về nuôi nha. Mình sẽ chia sẻ lại cho anh em với lúa rất là mềm nha. Bé Alaska này ảnh lấy về nuôi hồi tháng 3 các bạn. Bây giờ tháng 12 là được 9 tháng tuổi các bạn. 9 tháng tuổi rất là bự các bạn. Thì các bạn nào thích thì rước em nó về nha. Em nó rất là hiền, không hôi chó, sạch sẽ lắm mà. Nó rất là cưng. Nó không cắn người bậy bạ nha, rất là thích chơi với người. Mới tới nhà mình thì nó xả các bạn, nên là mình dẫn nó ra ngoài xả hàng. Đó. Trời ơi. Thì đặc tính của giống chó là gì bạn? Tới chỗ mới là xả hàng vậy đó. Nói chung là mình nuôi 4 con rồi, cho anh em mình con còn 3 con, giờ đẻ thêm 4 con là 7 con ở nhà. Nên là thành ra là mình rất là ngán và không nuôi nổi đâu bạn. Nhận cái kèo này vì lý do con chó này ảnh nuôi 9 tháng và nó rất là bự rồi, và trên nhà trên thành phố Hồ Chí Minh của ảnh á, nó chật, không đủ khả năng để mà nuôi nó. Thấy nó ngồi trong nhà tội nghiệp quá, ảnh mới muốn kiếm cho nó cái nhà rộng rãi để cho chạy nhảy đó. Chứ bạn nghĩ coi, nuôi từ nhỏ 9 tháng trời lớn bự đẹp như vậy, ai mà đi đưa nó ra vậy bạn? Tiếc lắm, buồn lắm chứ. À, thì mình nhận cái kèo này để mà giúp ảnh thôi, chứ thật sự là mình không có nuôi nổi đâu rồi. Nhận để mà giao lưu cho ảnh, để mà kiếm chủ mới cho nó. Thì các bạn coi được clip này, các bạn yêu thương chó thì mình sẽ chia sẻ lại mềm cho bạn bạn nuôi hen. Em nó rất là sạch sẽ bạn, không hôi chó nha, đặc biệt không hôi, sạch sẽ cực kỳ luôn, nó hợp với bạn luôn á. Ok, thì ảnh xuống tới chỗ mình thì ảnh thấy bầy bối mình và ảnh chốt được bé bối rất là đẹp các bạn. Rồi mình tiến hành giao lưu cho ảnh nha bạn. Một em 24K4 số 9, càng dài đuôi to càng nhọn, dài qua càng hậu, chai đuôi kính, đầu muỗng. Nói chung là rất là đẹp các bạn. Đó, tiến hành giao lưu cho ảnh. Thì con chó lúc mà ảnh lấy về là 8 củ khoai lang các bạn. Thì anh em nào mà giờ nuôi á, mình chia sẻ lại cho 4 củ khoai lang thôi nha. Còn đây là cái kèo mình giao lưu với ảnh. Tiến hành giao lưu bù trừ hợp lý là tiến hành chơi thôi anh em. Nhận mọi kèo giao lưu trao đổi nâng cấp với anh em gần xa nha. Anh em có bất kỳ nhu cầu gì về cá rồng thì cứ liên hệ với mình nha. Thì mình test chip đầy đủ cho các bạn. Bối bên mình là hàng đuôi càng nha anh em. Bao cho anh em là càng dài nhọn rất là đẹp. Các bạn ngay từ nhỏ các bạn muốn lựa nó đẹp thì lựa cái càng nó hạ và dài như vậy thì lớn lên nó sẽ đẹp. Còn càng nó ngắn ngay từ nhỏ thì lớn lên càng nó sẽ ngắn các bạn. Không có cách nào dài ra đâu. Cái tố chất ngay từ nhỏ nó sẽ quyết định con cá các bạn. Ok, thì mình sẽ ủng hộ đam mê cho ảnh. Bắt đầu chuyển qua cá rồng thì nuôi nó nhàn hơn nuôi chó mà. Nuôi chó các bạn phải yêu thương chó, và đặc biệt là các bạn phải chấp nhận không sợ dơ. Tại vì có những lúc nó sẽ đi bậy các bạn, và bạn phải đứng ra để mà dọn cái chỗ nó đi bậy đó. Chứ không ai giúp bạn đâu. Bạn nào mà sợ dơ thì đừng nên nuôi chó nha. Cái này mình khuyên thiệt, yêu thương nó thì liên hệ mình nha, rước bé này về nuôi. Và giờ là lúc buồn nhất, gia đình ảnh phải chia tay bé các bạn. Mình nghĩ là gia đình cũng rất là buồn. Như một thành viên của gia đình các bạn nuôi 9 tháng trời khó lắm. Em nó cũng dí được theo bạn thấy không, rất là tội. Cái dòng Alaska này rất là hiền các bạn, tuy là mình mới tiếp xúc bạn thấy không, nó không có dữ bạn, với lại nó không có cắn chó nhỏ luôn. Rất là đáng yêu các bạn, rất là dễ thương. Trời ơi, đừng nhìn nó đi, nó không á, càng nhìn càng không muốn đi. Rồi, chia tay cùi với nó, mai mốt, chào đâu. Có gì, mốt
giờ có đâu đó rồi quay clip rồi nó. Hay là nếu mà có rảnh thì xuống nó thăm đó. Thôi không sao đâu, chó mà bay nuôi thì có thường cảm mà. Nếu mà có em có tiền cũng tiền dân người chủ tốt yên tâm luôn. Nói chung anh rất là yêu quê hương con chó này bạn. Từ thành phố Hồ Chí Minh lấy xe chở em nó xuống đây. Nói chung là muốn đưa cho em nó tới một nơi nào rộng rãi để mà có thể chạy nhảy. Ở mình cũng khu đô thị các bạn. Đó, đi xuống đưa vậy tội lắm bạn. Thật sự nuôi con chó mà ai nỡ đâu mà đưa ra vậy đâu. Thật sự bạn nhìn con chó là biết gia đình yêu thương rất là nhiều. Con chó sạch sẽ, thơm tho, không hôi chó và rất là cưng luôn bạn. Nó do nó không có vận động được nên là không có phát triển cơ bắp thôi, không được đi bộ nhiều bạn. Ok bạn, thì vừa hoàn thành cái kèo giao lưu này cho anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tội nghiệp anh bạn, anh nuôi con này ở 9 tháng rồi bạn. 9 tháng. Lúc nhỏ anh lấy con này về nuôi là 8 củ khoai lang bạn. 8 củ khoai lang. Bây giờ nuôi lớn. Thì do là cái môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố bạn, thì nó chật chội, nhà anh cũng không có sân vườn để em nó có thể mà hoạt động được. Thành ra anh mới đem xuống đây anh giao lưu với mình. Thật sự là chó nhỏ thì dễ giao lưu lắm, nhưng mà khi mà con chó đã lên xe lớn như vậy, anh nuôi rất là kỹ các bạn. Anh chăm sóc, bạn thấy con chó rất là mướt luôn á, rất là sạch sẽ, rất là mướt mượt luôn bạn, rất là đẹp. Thì ở chỗ mình bây giờ thì chó cũng rất là nhiều rồi. Đầu tiên là anh giao lưu, sau đó mình thấy nó lớn quá, cũng ngại. Mình cũng nói thôi anh để nuôi đi, 9 tháng rồi. Nhưng mà anh nói sao cái cuối cùng anh nói giờ anh cho em luôn. Mình thấy con ngại cho mình nhận thôi, mình tiến hành giao luôn cho anh luôn bạn. Thì anh đem xuống đây anh giao luôn tận nhà cho mình luôn. Nói chung anh cũng thương nó lắm bạn. Mình nghĩ là vì cái môi trường, vì cái chỗ nuôi chật hẹp quá, thành ra anh mới đem và anh đi đổi như vậy. Chứ thật sự bảo đảm lúc anh về mình thấy anh cũng buồn lắm bạn. Buồn lắm, nuôi lớn tới bây giờ 9 tháng tuổi rồi. Thì nói thật sự với bạn, mình cũng thích chó lắm. Nó rất là sạch sẽ, rất là hiền bạn. Đây là mình là cái người mới nè, lần đầu tiên tiếp xúc nó và mình giữ nó. Nó không có cắn người bạn. Ngay cả mấy con chó nhỏ chỗ mình á là nó dí con này luôn. Nên các bạn yên tâm về độ hiền nha. Thì các bạn có thích chó thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn luôn con này. Con này là Alaska, đeo lại nó là Alaska 9 tháng tuổi nha bạn, chích mũi đầy đủ. Nó nặng khoảng 30 mấy ký bạn, 32, 35 ký vậy. Rất là bự nha. Nè, đang dần kỹ nha. Bự lắm. Đây đây. Rất là bự nha các bạn. Được kinh khủng luôn á. Ok, anh em nào có chơi nuôi chó thì lấy em nói về nuôi phụ mình nha. Chứ mình là nuôi không nổi rồi, tại vì giờ mình dưới mấy con bun đồ nhỏ các bạn. Nó bự quá so với mấy con bun đồ các bạn. Mình sợ nó cắn mấy con bun đồ ghê luôn á. Nhiều khi á, thật sự nó hiền. Nhưng mà khi mà hiền quá mấy con này không giữ nè, hồi nãy giờ dí nó quá hoài luôn á. Thì sợ nó không giữ nó cắn mấy con bun đồ mà. Thì bạn nào có chơi mình để mềm cho ha. Cực kỳ mềm luôn. Yêu cầu là chiếc bạn chỉ cần về yêu thương nó thật sự ha. Chăm sóc cho nó thật tốt. Còn cái lúa là không thành vấn đề đâu bạn nha. Lúa thì một bằng một con nữa lúc mà anh lấy về thôi ha. Anh em nào có chơi thì lượm bé này về nuôi cùng mình đi. Đó. Nó rất là đẹp và rất là hiền, mặt nó rất là dễ thương bạn thấy không, cưng lắm, hiền lắm. Ok, anh em nào chơi thì lượm em nói về giúp mình nha. Nó tên là Lúc Kỳ, chích 9 tháng tuổi giống đực nha bạn, chích đầy đuổi chắc mũi luôn ha. Dạy tất cả các buổi bệnh luôn, thậm chí chích dư luôn, chủ nói vậy á. Thì anh em là chơi thì mình chia sẻ là cho chơi, mới 9 tháng nặng ba mấy ký nha anh em. Cái này á, anh em nào nhà mình biệt thự á, nhà mà rộng rộng á, nuôi bao đẹp nha anh em, sạch sẽ. Con này á, lông mứt mượt là thơm, nó không có bị rối lông các bạn, lông nó sạch sẽ lắm, rất là ok nha. Mặt rất là hiền, rất là dễ thương nè, bộ đuôi nó rất là đẹp các bạn. Nè, bộ đuôi nó rất là đẹp. Rồi, anh em nào chơi rước em Lúc Kỳ này về nha.
Tết này là có em chó dẫn đi dạo hết bài luôn á. Anh nào mà chưa có người yêu ẩm dẫn nó đi chơi dạo là có người yêu liền. Mấy cô gái xinh chụp hình á, rất là dễ thương mà. Bao bèo cho anh em nha. Ok, anh em chơi thì liên hệ ha. 9 tháng tuổi là kỳ đấy. Cây lắm, cây lắm, cây mập mạp đàng hoàng các bạn, thật chắc luôn á, ngon lành. Tướng tá ngon lành nha các bạn. Chào cơm, ngồi xuống đây. Chó nhà thành phố nuôi nha bạn, cực kỳ sạch sẽ, không hôi chó. Anh em chơi thì tranh thủ nha, chia sẻ lại nửa lúa lúc mà anh lấy về nuôi thôi. Nuôi 9 tháng trời cho ăn thịt bò chất lượng không bạn, rất là đẹp và rất là khỏe nha bạn, chích đầy đủ các loại mũi hết. Lòng bé về nha, bé đang cần một người chủ yêu thương, thật sự yêu thương nha bạn. Hiền cô à, nói chung cái giống này bởi vì mình thích mấy con chó mà nó hiền vậy nè, mình không thích cái giống chó dữ. Đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc nó nè, mà nó hiền vậy nè bạn, rất là hiền luôn. Nói chung là nó sẽ không có cắn người bậy nha. Bạn nuôi nó rất là vui, có như mấy giờ ở trong nhà cũng vui lắm bạn. Nói chung bạn nào mà nhà rộng á, nhà rộng rãi á thì lượm bé này về ha, bao lúa mềm cho anh em luôn ha, cực kỳ mềm luôn. Người ta nuôi 9 tháng trời, anh lấy bé nó hồi tháng 3 các bạn, hiện nay tháng 12 là 9 tháng đúng luôn á, nó lên 30 mấy ký. Qua đây em. Cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ thơm nha các bạn. Không có hôi, không có hôi mùi chó luôn nha. Bảo cam kết với bạn như vậy, không hôi mùi chó. Sạch sẽ, hiền lành, rất là ngoan luôn á. Mình nói là nó kêu nó ngồi xuống là ngồi, nằm xuống rất là đàng hoàng. Không có quậy phá nha. Có con Tina, mấy con chó vườn tồn của mình làm mới ghê lắm. Con gà quay qua con Tina nè. Làm ghê lắm. Làm ghê lắm. Do là trong nhà mình đóng cửa nó hơi hầm các bạn, giống chó này nó chịu mát mẻ ha, nên nó thở lè lưỡi ra. Thật sự con chó nó đâu có tiếng mồ hôi, nó lè lưỡi ra để giải nhiệt các bạn. Tí nữa mình sẽ dẫn nó ra ngoài các bạn, thả nó ngoài đằng sau nhà cho mát. Anh em tranh thủ lấy về nuôi hộ mình nha. Trời ơi, mình nghe ảnh nói thương quá mình mới giao lưu chứ thiệt sự bây giờ đâu có thời gian đâu mà chăm nó các bạn. Trời ơi. Nói chung anh em nào chơi thì đeo anh em nó về nuôi nha. Em nó rất là đáng yêu, rất là hiền, rất là đàng hoàng, rất là sạch sẽ, không hôi chó. 9 tháng tuổi giống đực nha, tên Lúc Kỳ may mắn nữa. Anh em nào thật sự yêu thương nó, liên hệ mình đi. Mình chia lại mềm cho chơi ha. Chia lại mềm thôi. Ảnh lấy lúc nhỏ là 8 củ khoai lang á. 8 củ khoai lang nuôi 9 tháng trời. Nuôi mỗi lần đi xì ba là 5 xì. Chăm sóc cực kỳ đó. Mà giống này bạn nuôi trong nhà ít khi bị dơ lắm bạn, anh em yên tâm nha. Nó bự gần mình luôn bạn. Kích thước viên gạch này là 1m2, là từ đầu nuôi tới cuối nó gần 3 viên gạch, gần 3 viên gạch nha anh em, gần 3 viên gạch. Mặt thì khô à, mặt thì khô à. Đây, quay lại ống kính rồi con. Đây, ống kính. Ok. Ok rồi. Ok, mẹ kêu cài con. Ok. Bạn nào yêu thương nó thì đưa nó về nuôi chăm sóc nha bạn. Chứ mình thì chỗ mình chặt quá rồi. Lại nuôi mấy con bùn đồn nó mới đẻ nữa. Rồi sẵn nó bùn đồn mới đẻ rồi. Quay cho bạn coi mấy chó con này lớn cỡ nào nha. Đây được rồi. Hồi tuần trước mình có quay cho bạn xem là bùn đồ mình đã đẻ được 4 đứa rất là đẹp. Thì bạn nào có chơi bùn đồ thì chia sẻ cùng nuôi với mình ha. Bùn đồ này là cam kết với anh em thuần chủng. Con mẹ nó đây, con mẹ nó nặng có 2 ký mấy thôi bạn, rất là nhỏ ha. Nó đẻ xong bion luôn nè, thấy không?
lông xanh tích luôn. Và con bố nó, các bạn thấy đoạn con á, màu vàng mơ á, rất là đẹp ha. Thì bố mẹ nó là như vậy. Nhỏ nha, 2 ký mấy, mình cam kết với bạn luôn, buôn đồ thuần chủng. Lớn lên là khoảng 2,5 đến 3 ký thôi. Đó. Đây là bốn bé mình giới thiệu từng bé cho bạn xem. Đây, bé đầu tiên bự nhất trong bầy nha bạn. Bé tên là Hạt Dẻ. Rất là cưng. Đó. Ở dưới trên cổ nó có cái đốm trắng giống như cha nó nè. Ăn bự mập ghê không, đã không? Thì lúa thị trường bây giờ là 2 tháng tuổi, chích đủ mũi sẽ là 2 củ 9 khoai lang. Thì mình cũng sẽ xin chia sẻ lại bạn là cũng 2 củ 9 khoai lang ha. Mình có 4 bé, mình giới thiệu từng bé thì tới đó mình sẽ quay lại cho bạn xem, chứ bây giờ mình cũng chưa biết màu sắc cho nó đẹp như thế nào và lớn như thế nào nha. Trước mắt nó chỉ vậy thôi ha. Đó, trước mắt nó chỉ là bây giờ nó, mình quay cho bạn coi lúc nhỏ nha. Đó, rất là đẹp. Bà bé này là bé đực nha bạn. Tổng cộng là 4 bé thì 3 bé đực, 1 bé cái. Bé này là Hạt Dẻ nha. Đó, 2 tháng sau chích đủ mũi, giao cho anh em nuôi thì 2 củ 9 khoai lang thôi, bằng con bói 2 củ 9 thôi anh em. Có nhận giao lưu cái đồng cho anh em luôn ha. Rồi. Nè. Rồi bé thứ hai. Bé này là bé ra đời thứ hai nè bạn. Bé này tên gì? Audi. Bé này tên Audi nha bạn. Bé đầu tiên Hạt Dẻ, bé tên thứ hai tên rất là tây, Audi. Con này có màu lông là nâu các bạn. Nói chung là lớn lên mình không biết nó thay đổi màu như thế nào, nhưng mà bây giờ nó là nâu. Nâu và lông rất là săn, bạn thấy không, ngay từ nhỏ. Và cam kết với bạn những con này lớn lên là khoảng chừng 2,5 3 ký thôi à. Nha, rất là nhỏ gọn nha. Cam kết với anh em. Size này size nhỏ gọn. Nè, con mẹ nó có 2 ký mấy thôi nha. Cam kết với em nhỏ xíu luôn nè. Anh em thấy chiếc dép nè. Anh em thấy chiếc dép với con chó là anh em biết là nó nhỏ nha. Rõ ràng chưa? Nó liếm tay mình nè. Mặt rất là cưng nha. Bé Audi nha. Anh em nào có đặt cặp trước không? Thì 2 tháng sủi nha, bây giờ mới 1 tuần tuổi thôi. 2 tháng tuổi thì mình sẽ giao cho anh em chích đủ mũi, giao cho anh em nuôi. Khi mà nó 2 tháng tuổi nó mở mắt, nó hoạt động, nó đi, nó ăn cơm, ăn uống bình thường nha. Còn bây giờ nó đang bú sữa mẹ các bạn. Rồi bé thứ hai. Giới thiệu cho anh em 4 bé. Rồi bé này bé sinh là thứ ba nè bạn. Và nay rất là bự rồi. Bé này có một lông giống cha nữa các bạn. Và đầu có đốm trắng. Đó, bé này tên gì? Vios. Bé này là bé cái duy nhất trong bầy. Rồi con ơi con. Nè, nó có lông giống rồi, bé cái này rất là đẹp các bạn. Cái này có ngay cổ nó có lông trắng rất là đẹp. Màu lông là màu vàng mơ. Và bụng và cổ là bụng trắng nha bạn. Và đầu có đốm trắng luôn nè, thấy không? Đầu ngay đây nè. Cái này nó dính cái gì á, dính cái gì dính dơ dơ chứ không phải là màu của nó nha. Đó, ngáp nè. Rất là cưng nha bạn. Rất là đẹp. Đó, bé này bé cái nhất. Trời ơi, cái ngay chỗ cái chân nó là chân trắng nha bạn. Ồ, lông vàng mơ mà chân dưới chân trắng nha, rất là đẹp nha. Bé cái này thì nó cao hơn nha bạn. Bé cái này đổ cao hơn. Ba bé đực thì đổ độc 2 củ 9. Bé cái này đổ cao hơn nha. Anh em nào cần giống tốt, tại vì giống này là mình cam kết cho anh em này. Size nhỏ nha, size từ 2,5 đến 3 ký, không bao giờ quá hơn. Nè con mẹ nó nè. Con mẹ nó chiếc dép nè, anh em nhìn thấy không? Rất là nhỏ nha. Đó. Con mẹ nó có 2,6 ký à. Mình cân rồi. Đẻ xong cân nó có 2,6 ký rồi. Lông rất là săn nha anh em. Rất là sạch sẽ. Đẻ xong mignon đàng hoàng. Rồi con thứ ba nha anh em. Con này con cái duy nhất trong bầy. Rồi con thứ tư nè anh em. Con thứ tư cũng màu vàng mơ giống cha nó. Nói chung là hai con giống mẹ, hai con giống cha. Nói chung vàng mơ mà pha trắng. Lông rất là săn anh em. Mới có 1 tuần tuổi thôi nha. Phát triển rất là tốt. Cam kết với anh em, chó mình nuôi thì chó nhà mà, chó nhà đẻ chứ không phải chăm sóc rất là kỹ. Thậm chí mình còn bón thêm sữa cho nó mà. Nha các bạn. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Màu rất là đẹp. Rồi anh em nào chơi thì đặt cặp nha. Cam kết với anh em là chó mình nuôi mát tay lắm nha. Đó. Bé này bé đực luôn nha bạn. 2 củ 9 khoai lang, 2 tháng tuổi giao cho bạn. Còn bây giờ mới 1 tuần tuổi thôi. Có bạn nào đặt cặp không? Đặt cặp thì tranh thủ nha. Đó, bé này vàng mơ lông trắng, vàng mơ pha trắng nè. Đó, cà phê sữa mà chưa quậy tan á. Lông rất là săn các bạn, mới 1 tuần tuổi thôi. Ok, rồi quay vô 4 em đó nè. Ủa bé này tên gì quên rồi? Cam Rì. Cam Rì hả? Hạt Dẻ nè. Nè Hạt Dẻ nè. Con này mượn quay chút xíu đi. Hạt Dẻ nè. Con này là gì? Audi Vios và Cam Rì nha bạn. Hạt Dẻ, Audi Vios, Cam Rì. Rất là cưng nha bạn.
4 con chó con do Tina đẻ. Đây quay Tina em. Tina mặt rất là dễ thương nha bạn. Nè. Đây là chó mẹ nha bạn. Nè. Mặt rất là cưng nha. Mặt ngắn nha, mặt ngắn. Nói chung là dễ thương, cái khôn lắm bạn. Đẻ rất là hay, đẻ rất là tốt nha, tự nó đẻ đó, không cần mổ xẻ gì hết nha. Tự nó đẻ, tự nó chăm sóc con và nó giống này rất là khôn các bạn. Đây là con mẹ nha. Đó. Rất là cưng nha. Rồi, anh em có chơi thì đặt cặp chia sẻ phụ nuôi mình với thiệt các bạn, mình cũng chia sẻ ra hết à. Tại quay lên cho anh em có coi kênh của mình thì chia sẻ thấy mình nuôi á thì chia sẻ phụ nuôi với mình cho vui. Chứ còn không thì mình cũng chia sẻ ra cho mình, cũng đăng mình chia sẻ cho người khác à. Nên là mình quay lên mình chia sẻ cho anh em có coi kênh mình ha. Đó. Có một bé là hạt dẻ không? Hạt dẻ là có một chị gái đã đặt rồi bạn. Coi như hạt dẻ là chỉ còn 3 bé thôi nha. Còn 3 bé này. Còn 3 bé Audi Camry Vios nha. Hạt dẻ là có người đặt rồi bạn. Quên nữa. À, hạt dẻ là có chị gái ở Bình Đại đã chốt nha bạn. Hạt dẻ rất là đẹp. Nói chung anh em nào thấy ưng mắt con nào thì chốt trước nha bạn. Chó mình thì bao dễ thương, bao đẹp, bao khỏe cho anh em ha. Chó nhà đẻ nha, bao thuần chủng cho anh em. Đó, bao thuần chủng, bao đẹp luôn, bao thuần chủng, bao đẹp cho anh em nha. Đó, rất là đẹp, màu rất là đẹp nha. Rồi ok anh em, quay ra đó coi. Con nó bị gì vậy em? Rồi anh em là chơi lúc chị thì tranh thủ nha. Rồi hẹn gặp lại anh em clip sau nha. Nói chung clip này là giao lưu chó và nói chung kèo này bất ngờ, sáng em nhắn tin là chiều anh em xuống luôn á. Mình nói thiệt mình cũng còn đang là cảm giác là hơi ngợp thôi bạn. Thấy nó là mình cũng ngợp thiệt, tại vì á nhà mình chó nhỏ với lại mình 3-4 con mình cũng ngán dữ lắm rồi. Nói thiệt anh em, tại vì nuôi thì thật sự nuôi rất là vui. Nhưng mà mình khuyên anh em nên nuôi một con hoặc hai con thôi, đừng nuôi nhiều hơn. Bởi vì giờ mình mới chia sẻ cho anh em nuôi là vậy, chứ không phải là gì. Tại vì giờ mình bây giờ nhà mình có 3 con, rồi đẻ 4 con là 7 con rồi. Bây giờ thêm ổng nữa, sao chăm nổi. Đó, mình đăng lên thì mong anh em coi được clip này. Anh em có yêu chó, hoặc là thích chó, hoặc là nhìn bé này có duyên, hoặc là có... Nói chung là tùy duyên thôi anh em. Anh em nào có duyên thì rất là... Thì mình chia lại lúa mềm đó anh em. Lúa mềm em, anh em nào thật sự yêu thương bé thì liên hệ cho mình nha, qua số điện thoại là 0382 383819 hoặc là Facebook Cao Đồng Bến Tre nha. Zalo của mình cũng là số điện thoại của mình luôn nha các bạn. Có gì các bạn gọi trực tiếp cho mình nha. Ok, chúc các bạn thật nhiều may mắn, cũng là gần cuối năm rồi, chúc các bạn nhiều may mắn, thật nhiều bình an, thật nhiều hạnh phúc. Có nhu cầu gì cứ liên hệ với mình nha. Rồi một lần nữa chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em clip sau nha.